Xin kính chào các anh chị nhà mình. Hôm nay em xin làm một chiếc video ngắn để hướng dẫn các anh chị em cộng tác viên là cách bán bếp như thế nào. Có một số anh chị inbox hỏi em là bán bếp có khó không em ơi, lúc khách hỏi thì mình phải tư vấn như thế nào. Đây ạ, thì em sẽ giới thiệu và các anh chị hãy theo dõi hết video này giúp em nhé. Thứ nhất là về tên các dòng của bếp ga đấy. Thì Nhật thì nó sẽ có các dòng như là Hyundai này, Paloma này, Osaka này, Hetman này, rồi Tokyo. Đấy, các anh chị nhớ những cái dòng cơ bản của bếp ga Nhật nó là như thế. Rồi tiếp theo là về chất liệu. Chất liệu của bếp thì nó sẽ có mặt sơn, mặt men, mặt đá, mặt kính. Đấy, khi mà tiếp xúc nhiều thì các anh chị sẽ phân biệt được đâu là mặt sơn, đâu là mặt men. Đá kính thì là dễ phân biệt rồi đúng không ạ? Tiếp theo nữa đó là về công năng sử dụng. Thì nó sẽ có chia làm hai loại thôi. Thứ nhất là loại đơn giản, dễ sử dụng. Và thứ hai là loại đa chức năng. Ví dụ như là một em bếp này đấy ạ. Đây là một em bếp Rinnai mặt mặt này là mặt men các cả nhà ạ. Rinnai mặt men. Thì đây là loại núm ấn, núm vặn đấy. Núm vặn thì sử dụng như bếp ga thông thường của mình. Nó chỉ có hai chức năng thôi là nấu và nướng. Đây là một em đơn giản của Rinnai là núm vặn. Em sẽ tìm một em đây, em này cũng là em đơn giản của Paloma, nhưng đây là núm đề thì mình ấn xuống như này để mình bật bếp, bật ga, cũng là nấu và nướng. Đây ạ, đây em này là núm vặn của Tokyo Ga cả nhà nhá, các anh chị nhá. Đấy, là về công năng thì nó có hai loại là đơn giản dễ sử dụng và loại đa chức năng. Đa chức năng ví dụ như em sẽ giới thiệu em này đi. Em này là mặt kính này. Cái này là kiềng inox nha cả nhà. Mặt inox, viền inox luôn. Đa chức năng thì nó nói đến đa chức năng, đa có nghĩa là nhiều rồi. Nhiều chức năng. Đây. Đây là chức năng nấu nước và hẹn giờ. Cái bếp này sẽ hẹn giờ được cả bếp trái và bếp phải, bếp nấu nha cả nhà. Đây, còn đây là hẹn giờ của lò nướng này. Đấy, còn đây là nút nấu cơm, nấu cháo, đây là chiên rán tùy chỉnh nhiệt độ. Cái này hẹn giờ và nấu nước luôn. Thì mình chỉ cần nhớ những cái chức năng cơ bản thôi. Rồi và tùy vào từng em bếp thì mình sẽ quay video trực tiếp và mình giới thiệu cho khách. Thì tư vấn thì cũng rất là đơn giản. Bếp ga Nhật thì nó sẽ có cái đặc điểm ưu việt. Đấy là tự động khóa ga, tự động tắt bếp. Các anh chị hãy để ý những cái cảm biến ở đây đi ạ. Gần như 99% bếp Nhật sẽ có cái cảm biến ở đây. Tác dụng của cái trước cảm biến này là gì? Nhiệm vụ cái cảm biến này nó sẽ đo nhiệt độ dưới đáy nồi trong những trường hợp mà mình cạn nước này, rồi là mình hết nước, có nghĩa là đun cá hoặc là mình đun nước mà nó hết nước đấy, thì sẽ đo nhiệt độ dưới đáy nồi. Lúc đấy hết nước rồi thì nhiệt độ dưới đáy nồi sẽ tăng lên cao bất thường. Từ đấy cái này nó sẽ đo nhiệt độ và nó sẽ báo đến IC. Từ đấy sẽ tự động khóa ga, tự động tắt bếp. Xong rồi khoảng tầm 5-7 giây sau nó sẽ tự động khóa ga. Mình có thể làm video để cho test cho khách xem. Mình bật lửa lên như thế này, nó sẽ không bao giờ bị bùng lửa lên giống như là cái bếp Việt mình thường nấu đâu. Đấy là chế độ rất là ưu việt. Gió thổi tắt bếp này. Các anh chị nhớ nhá, các cái dòng, các cái đặc điểm ưu việt của nó là gió thổi tắt bếp, trào nước tắt bếp, cạn nước tắt bếp. Đấy, tắt bếp xong là khóa ga luôn ạ, nên là mình sử dụng rất là an toàn. Tiếp theo nữa là bên em, shop bên em thì bao giờ cũng sẽ làm các cái lưới chống chuột này. Anh chị hãy tư vấn này, lưới này là lưới chống chuột. Rất là ít shop mà làm cẩn thận như là shop em đâu. Nên là cả nhà làm cộng tác viên bên em thì rất là an tâm. Rồi mình sẽ bảo hành các sản phẩm trong vòng 1 năm nhé cả nhà. Tất cả các sản phẩm. Nếu như mà khách có hỏi là tại sao em ơi, tại sao anh thấy hay là chị thấy sao sản phẩm bên em giá cao hơn bên kia một chút. Đấy, thì cả nhà phải biết cách để tư vấn. Có nghĩa là mình bảo hành một cái máy này khi mà đem về Việt Nam các anh chị nhá, mình sẽ chưa hề vệ sinh, chưa hề lau chùi gì, nó vẫn còn vết dầu mỡ, vẫn còn rất là bẩn. Đấy, các anh chị theo dõi em thì em đã có làm một cái video về cái bếp mà chưa dọn dẹp đấy, rất là bẩn. Mà để một công dọn dẹp như thế, để một cái bếp sạch sẽ để mọi người có thể dùng như thế này thì phải mất đến 3 công đấy. Thì các anh chị tính xem này, chi phí dọn dẹp này, rồi mình bảo hành cả 1 năm, gửi đi gửi lại từng con ốc một, từng mối nối một, nên là cái công có thể nó sẽ cao hơn một chút, nhưng mà
cái cuối cùng của người sử dụng ấy, nó sẽ là cái tính năng sử dụng lâu dài, an toàn, tiết kiệm. Đấy, các anh chị để ý là lưu ý là như thế để mình biết cách mình tư vấn khách hàng. Các bác khách muốn mua bếp bên em mà có xem được cái video này ấy, thì em cũng giải thích cho các bác luôn, để tránh những cái trường hợp là mọi người so sánh giá. Mọi người không phải băn khoăn 100, 200 gì đâu ạ. Đấy, mình phải hướng đến cái việc mình sử dụng lâu dài. Đây. Shop em thì tại Triệu Sơn, Thanh Hóa nha các anh chị, các bác. Bác nào gần thì có thể đến trực tiếp để xem hàng, lựa chọn những sản phẩm phù hợp. Khách nào ở xa thì hãy nhắn tin cho em nhu cầu và nguồn tài chính của mình ạ. Ngoài bếp ra thì bên em còn rất nhiều mặt hàng như là máy hút ẩm này, máy lọc không khí đây ạ, máy rửa bát nha cả nhà, rồi quạt này, quạt điện, máy massage, bếp từ đây ạ, rất là nhiều mặt hàng, bếp ga mini, bình lọc nước ạ. Nhà em báo giá là sẽ bao gồm giá ship luôn rồi ạ. Bảo hành cho các bác 1 năm tất cả các mặt hàng luôn đây ạ. Rồi các anh chị cộng tác viên quan tâm thì liên hệ em nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ạ.